nay chúng ta có một cái đề tài khá là mới ngày hôm nay, đó là sự lựa chọn của các nhà đầu tư cá nhân, chúng ta tự đầu tư hay là chúng ta đầu tư thông qua BM. Đề tài khá là hấp dẫn đúng không ạ? Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết, tôi xin giới thiệu thành phần của các panelist của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên là chị Nguyễn Hồ Nga, là CEO của công ty quản lý quỹ IBA Asset Management. Thứ hai là anh Trần Anh Dũng, Director của bộ phận chiến lược thị trường Market Strategy. Thứ ba là anh Nguyễn Sĩ Hiền, là Portfolio Manager. Và gương mặt quen thuộc của chúng ta là anh Bùi Sơn Tùng, Wealth Planner. Và tôi là Quang, Director của phận quản lý tài sản. Thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập khoảng 3 cái chủ đề chính. Và tổng thời lượng trao đổi của các panelist là khoảng 45 phút. Sau đó chúng ta có 15 phút cuối cùng để giao lưu Q&A với các quý nhà đầu tư. Và cái phần chính, phần 1 chúng ta sẽ cập nhật tình hình những điểm nhấn chính trong tuần qua. Sau đó đi vào phần 2 là phần chính của chương trình ngày hôm nay, đó là lựa chọn của nhà đầu tư là tự đầu tư hay là đầu tư thông qua quỹ mở. Và cuối cùng là một số cái định hướng dành cho nhà đầu tư trong giai đoạn tới. Bây giờ trước khi vào nội dung thảo luận chi tiết thì tôi điểm lại một vài số liệu hàng tuần chúng ta. Hôm nay có một điểm đặc biệt là các panelist đều đeo khẩu trang. Đúng không? Thì có lẽ đây là một cái kỷ niệm của một cái video sau này rất lâu chúng ta mới lại nhìn thấy cảnh rất nhiều người chúng ta đeo khẩu trang nữa. Thì cái bảng số liệu này chúng ta cập nhật qua hàng tuần. Chúng ta nhớ là hồi chúng ta làm The Insight số 01, đây là sang tuần thứ 5 rồi, thì lúc đó chỉ có khoảng 168.000 số người nhiễm thôi. Và con số cập nhật nhất đến tính đến trưa ngày hôm nay là gần 2 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu. Số lượng người chết là khoảng 114.000 người. Số khỏi cũng rất là nhiều đúng không ạ? Hai cái đồ thị cũng rất là quan trọng là active case, tức là số những bệnh nhân hiện tại vẫn còn nhiễm virus Covid-19 và chưa khỏi, là cái đồ thị đó. Nó liên tục dốc ở giai đoạn trước, nhưng mà gần đây thì mặc dù là vẫn đi lên nhưng mà cái dấu hiệu nó thoải bớt cũng tương đối rồi. Một cái thứ hai nữa là thống kê cái daily new case, số mắc bệnh mới, nhiễm mới hàng ngày, thì người ta nhìn trên cái đồ thị là thấy là liên tục tăng suốt giai đoạn và giờ bắt đầu có vẻ như là tạo đỉnh và đi xuống rồi, đúng không ạ? Mặc dù là số lượng tăng hàng ngày vẫn rất là lớn, nhưng mà là bắt đầu cái đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước rồi, cho thấy là có vẻ như đã đến đỉnh của vùng dịch. Một cái đồ thị thứ hai cũng quan trọng là số nhiễm mới. Ta nhìn trên đồ thị đó, kia là số liệu toàn hàng cột, đây là theo cái đường line, thì nó có cái hình rít rách nhưng mà rõ ràng là xu hướng là đã tạo đỉnh và đi xuống rồi. Cái đường màu vàng, màu cam trên này các nhìn này. Rồi cập nhật về thị trường, hồi tương đối khá là mạnh và xu hướng bán ròng liên tục thì vẫn bán, nhưng mà có vẻ như là cái xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đang chậm lại. Số liệu thì khách quan cho thấy là như vậy. Rồi bây giờ là đến phần chia sẻ của các panelist của chúng ta. Thì trong panel của chúng ta có một chuyên gia về Covid, anh Dũng, và anh Dũng cập nhật cho mọi người một tí là tình hình Covid tính đến hôm nay thế nào, là diễn biến tiếp theo như thế nào. Tôi có nhớ lại lần trước là số thứ hai, tức là có nói về cái câu chuyện là rất là lo lắng về cái con số người chết ở Mỹ nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Thì đến bây giờ thì có lẽ là nếu mà nói về riêng, chỉ nói đơn thuần về con số người chết, thì đến bây giờ Mỹ đã là cái đất nước mà chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cái dịch Covid này. Nhưng mà trên phương diện của nhà đầu tư ấy, thì có lẽ là bây giờ cái việc mà dự đoán đỉnh dịch thì chúng ta cũng không cần quan tâm nữa rồi, vì nhìn con số nó cũng có thể nhìn thấy được là cái đỉnh dịch có lẽ đã đi qua rồi. Đối với thị trường châu Âu thì rõ ràng là cái đỉnh dịch nó đã đi qua được khoảng một tuần rồi. Mỹ thì có vẻ như là vẫn đang topping, tức là quanh đâu đó vẫn còn một tuần nữa thì mới có thể đỉnh dịch. Các nước châu Á khác thì cái dịch nó có vẻ bùng lên, nhưng tôi nghĩ rằng là cái lượng nhiễm nó sẽ không thể nào mà khủng khiếp như là Mỹ và châu Âu nữa. Mặc dù nó con số lượng người nhiễm nó có vẻ tăng lên, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái kinh nghiệm đối phó dịch trên toàn thế giới thời gian vừa rồi, thì chắc chắn là các nước ở khu vực châu Á họ sẽ không để cho cái tình trạng lây nhiễm nó khủng khiếp như ở Mỹ.
Thì bây giờ có lẽ là mọi người sẽ quan tâm đến câu chuyện lúc nào thì unlock. 3 tuần trước, 1 tháng trước thì chúng ta nói về câu chuyện là bao giờ thì là đỉnh dịch. Còn bây giờ thì thị trường sẽ chỉ quan tâm đến chuyện là bao giờ thì chúng ta sẽ unlock. Thì bây giờ nếu mà nhìn vào Vũ Hán chẳng hạn. Chà, chúng nó từ tiếng Anh, chà, những nhà từ hiểu hiểu. Tức là bao giờ chúng ta sẽ gỡ bỏ các cái lệnh phong tỏa ở, ở các thị trường thế giới. Thì Vũ Hán dịch bắt đầu từ tháng 1, họ bắt đầu phong tỏa Vũ Hán vào từ ngày 13 tháng 1. Đến cách đây khoảng tầm 1 tuần thì họ bắt đầu gỡ cái lệnh phong tỏa đấy. Thế thì tính ra là khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Tuy nhiên là bởi vì coi như chúng ta coi như là cái case này chỉ là cái case đầu tiên. Thế thì mình sẽ tính luôn là khoảng tầm 2 tháng là đến cái thời điểm mà họ gỡ lệnh phong tỏa ở Vũ Hán. Châu Âu thì bắt đầu từ giữa tháng 3 là bắt đầu phong tỏa. Thế thì nhìn cái con số thống kê lây nhiễm cho thấy rằng là nhanh nhất thì sẽ là khoảng tầm giữa tháng 5, tức là khoảng tầm 15 tháng 5. Bởi vì bây giờ cho dù là cái đỉnh dịch nó đã đi qua rồi nhưng mà con số lây nhiễm thì vẫn còn, và trong cái khoảng thời gian đấy từ giờ cho đến cuối tháng 4 thì con số lây nhiễm nó sẽ giảm dần giảm dần giảm dần. Nhưng mà để chắc chắn là có việc gỡ phong tỏa hay không thì rõ ràng là chúng ta lại phải chờ đợi thêm 2 tuần 14 ngày cách ly nữa thì các chính phủ họ mới dám gỡ cái lệnh phong tỏa đấy, hoặc là nới lỏng cái lệnh phong tỏa đấy theo một cái cách nhẹ nhàng mà tùy từng nước họ có thể lựa chọn. Thế thì châu Âu tôi nghĩ rằng là khoảng tầm 2 tuần, tức là giữa tháng 5. Còn Mỹ thì rõ ràng là phải sang đến tận giữa tháng cuối tháng 5 hoặc là giữa tháng 6. Thì như tôi số thứ hai tôi có nói là tình trạng của Mỹ rất là tồi tệ, bởi vì là tất cả các bang đều bị nhiễm cùng một cái trạng thái giống như là Ý, cho nên là không thể nào có chuyện là bang này gỡ bang kia lại đóng được, mà nó sẽ phải xảy ra cùng một lúc. Thế cho nên là để cho việc mà Mỹ có thể gỡ được cái lệnh phong tỏa thì chắc chắn nó sẽ phải dài hơn các nước khác rồi. Cho nên tôi dự báo là khoảng tầm giữa tháng 6 thì Mỹ mới có thể gỡ hoàn toàn cái lệnh phong tỏa. Còn nếu trong trường hợp mà Tổng thống Trump có vẻ sốt sắng trong cái việc là phải mở lại nền kinh tế để mở cửa lại nền kinh tế để có thể tránh đi được những cái downtrend của tránh đi được cái đà đi xuống của nền kinh tế ấy, thì cái thời gian về sau nó lại càng lâu hơn. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là liệu là Trump sẽ xử lý vấn đề gỡ lệnh phong tỏa nó như thế nào. Còn quay trở về thị trường thì một tháng trước chúng ta chờ đợi là cái thời điểm đỉnh dịch để có thể giải ngân, thì rất là thú vị là cái dòng tiền họ cũng chờ đợi cái điều đấy, và có thể nhìn thấy là ngay sau cái tuần mà số thứ hai chúng tôi có tư vấn về cái chữ như là giải ngân dần dần thì thị trường đã đi lên luôn. Thì ngay cả thị trường Mỹ cũng vậy, thị trường Việt Nam thực ra là có độ trễ hơn so với thị trường thế giới một chút, nhưng mà tất nhiên là cái câu chuyện này thì nó phải nói về việc là Mỹ bơm rất là nhiều tiền vào khiến cho cái tâm lý của thị trường thế giới nó trở nên là đỡ lo sợ hơn so với cái thời kỳ 2008. Và tôi quan sát cái cách mà họ bơm tiền vào trong hệ thống ấy, thì họ làm cũng rất là nhanh. Tức là ngay sau khi công bố cái gói 2.300 tỷ ấy, thì ngay cái tuần trước đấy họ đã mở cửa online để cho các doanh nghiệp họ subscribe, họ đăng ký vào trong cái chuyện là có apply cho đăng ký cho cái việc là có hỗ trợ vốn trong cái giai đoạn mà thì quan sát là cái cách mà chính phủ Mỹ xử lý trong cái việc là bơm tiền vào trong hệ thống thì họ làm cực kỳ nhanh. Ngay đến tuần cuối đấy là họ đã bắt các ngân hàng thương mại ở bên Mỹ là phải có lên danh sách toàn bộ những cái khách hàng mà có khả năng là apply cho cái việc hỗ trợ vốn. Cho nên là mình nhìn thấy là thị trường Mỹ đúng là cái thị trường mà là thị trường khỏe nhất thế giới.
Thì tuy nhiên là đến thời điểm này ấy, thì cái câu chuyện mà đỉnh dịch thì có lẽ là tất cả thế giới đều biết hết rồi. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bây giờ thị trường sẽ bắt đầu nhìn sang câu chuyện là thực tế. Các doanh nghiệp trong tháng 2 tháng tới sẽ chống chọi ra sao đối với cái với câu chuyện là không có doanh thu, không có nguồn thu từ cái hoạt động kinh doanh của mình. Thì tôi cho rằng thời điểm bây giờ là cái thời điểm mà nhà đầu tư cần phải bình tĩnh lại. Tức là mặc dù thị trường có vẻ là bơm rất là nhiều tiền, nhưng mà đi từ thị trường phục hồi đối với thị trường Mỹ bây giờ cũng phải tầm 30% từ đáy lên rồi. Việt Nam cũng khoảng tầm 20% rồi. Thế thì thời điểm bây giờ tôi nghĩ rằng là cái thời điểm mà nhà đầu tư cần phải bình tĩnh nhìn lại cái vùng giá này để xem là cái đợt tăng giá vừa rồi nó đã phản ánh hết những cái kỳ vọng về câu chuyện là đỉnh dịch hay chưa. Và nhìn sang cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ở trong tháng 4 và tháng 5 tới. Cảm ơn anh Dũng. Phần anh Dũng chia sẻ thông tin khá là đầy đủ, chi tiết đúng không ạ? Tôi chỉ xin tóm tắt lại một vài điểm thôi. Thứ nhất là về cái đỉnh dịch thì có thể coi như là đã đi qua rồi. Châu Âu thì đã đi qua được một tuần, Mỹ thì thêm một tuần nữa, đúng không ạ? Còn câu chuyện thứ hai là khi nào thì các quốc gia, các khu vực sẽ dỡ bỏ phong tỏa. Thì quan điểm của anh Dũng cho rằng là châu Âu là đến khoảng giữa tháng 5, còn Mỹ thì trễ hơn một chút, khoảng tầm đâu đó khoảng giữa tháng 6. Thông tin mà tôi theo dõi, một số kênh mà tôi theo dõi, có một kênh tôi theo dõi rất là thường xuyên, thì họ cho rằng là Mỹ sẽ có thể sẽ dừng cái social distancing khoảng độ khoảng giữa tháng 5, chứ không chậm đến giữa tháng 6. Đó là thông tin mà tôi nhận được thôi. Rồi thế còn về tình hình thị trường thì thị trường đã dự đoán trước và đã hồi phục tương đối mạnh mẽ. Mỹ là từ đấy đi lên 30%, Việt Nam là 20%. Thì anh Dũng cho rằng là lúc này là nhà đầu tư cần phải bình tĩnh, đúng không? Và chúng ta đánh giá tiếp, tự xem thử là cái thời gian tiếp theo các doanh nghiệp sẽ đối phó với cái trong khi mà phong tỏa vẫn còn, và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ như thế nào. Anh Tùng có bổ sung gì thêm không? Anh Tùng từ xuyên suốt từ đầu giờ, từ số Insight số 01 đến giờ, anh Tùng là một trong những người mà có quan điểm thận trọng nhất về cái đợt Covid lần này. Thì không biết là anh có thay đổi gì quan điểm so với cái lúc đầu không? Tùng thì vẫn nghĩ rằng đây là một cuộc đua rất là dài ấy, cuộc đua marathon ấy. Và cái mà chúng ta nhìn thấy lúc đầu nó chỉ là kiểu màn dạo đầu thôi, màn khởi đầu thôi. Dịch bệnh bùng nổ, các nước bắt đầu phong tỏa, rồi chính phủ ra các gói hỗ trợ, thì đấy nó chỉ là kiểu màn khởi đầu. Chúng ta nếu mà nhìn lại những năm, ví dụ như năm 2008 chẳng hạn, cái thời điểm mà chính phủ Mỹ giải cứu cái ngân hàng Bear Stearns ấy, thì đấy chỉ là cái thời điểm khởi đầu thôi, nó còn cả một cái quá trình để diễn tiến ở phía sau nữa. Thì tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh Dũng là bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào nền kinh tế bị ảnh hưởng như thế nào, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào, và sau đấy thì diễn biến thị trường nó ra sao, thì tôi nghĩ là còn rất là nhiều câu chuyện ở phía sau mà chúng ta tiếp tục theo dõi. Chứ còn bây giờ thì tôi cũng nghĩ rằng là về mặt dịch bệnh thì tôi cũng nghĩ rằng là ở bên Mỹ thì họ sẽ có lẽ là giữa tháng 5 thì họ sẽ bắt đầu khôi phục lại hoạt động kinh tế. Và mặc dù là Mỹ bị ảnh hưởng rất là mạnh, nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là ở Mỹ thì cái nền tảng công nghệ về với cả nền tảng về con người của họ rất là mạnh ấy. Cho nên là các cái giải pháp về kiểm tra hoặc là các cái loại thuốc điều trị hoặc là cơ sở vật chất của bệnh viện chẳng hạn, họ thì đều rất là tốt, rất là vượt trội á. Thì cho nên là cái có thể họ ban đầu họ đối phó ứng phó với cả dịch bệnh chậm, nhưng mà tôi nhớ một câu nói của Winston Churchill, thủ tướng Anh, là người Mỹ luôn luôn làm đúng, nhưng mà chỉ khi là họ đã thử tất cả cách khác không được rồi. Cho nên tôi nghĩ là về càng về sau thì với tiềm lực con người và công nghệ thì cái khả năng của nước Mỹ thì họ sẽ khống chế càng tốt hơn. Dĩ nhiên là Mỹ là nền kinh tế giàu nhất thế giới rồi, nhưng mà tuy nhiên thì trong cái giai đoạn dịch vừa rồi nó cũng để lộ ra, tức là họ không phải là họ yếu cái chỗ phần y tế công cộng, nhưng mà chỉ là họ chưa chú tâm đủ thôi. Cho nên nó chính là gánh nặng cho người dân lúc đầu, nếu mà không có cái sự hỗ trợ là gánh nặng. Tại vì hệ thống y tế nó toàn tư nhân thôi mà. Ý là gì ạ?
Rồi ok, có lẽ là chúng ta wrap up lại cái phần số 1 nha, cập nhật tình hình như vậy để các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi qua Covid như nào, cơ hội rủi ro cho đặc biệt là sao. Câu chốt ở đây là cái nhà đầu tư cần phải hết sức bình tĩnh, bởi vì thật ra nó cũng đang đi theo đúng cái pattern như trong lịch sử những cuộc khủng hoảng xảy ra thôi mà, đúng không? Giai đoạn 1 dọc xuống rất là mạnh, hồi lại một đoạn, sau đó hoàn toàn có thể có một kịch bản sẽ còn đi xuống tiếp, đúng không ạ? Nên cái nhà đầu tư cần phải bây giờ chúng ta sang cái phần 2 là phần key, phần chính của ngày hôm nay, đó là lựa chọn nào cho nhà đầu tư. Tại vì theo thống kê trong suốt giai đoạn khoảng độ 4-5 tuần trở lại đây, khi mà Covid làm cho thị trường giảm sốc rất là mạnh, thì số lượng các nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản mới tại các công ty chứng khoán, trong đó có VNREX, là tăng đột biến luôn. Thì vấn đề là cái lựa chọn của họ như ở phải giai đoạn này như nào, đúng không ạ? Có những sự lựa chọn ra sao? Thì trước khi đi vào cái phần nội dung thảo luận, thì tôi xin mời chị Nga, CEO của công ty quản lý quỹ IBA, chị có thể có một vài cái chia sẻ cho các nhà đầu tư trước. Xin mời chị. Đối với cái câu hỏi là nhà đầu tư nên đầu tư tự đầu tư hay là đầu tư có quỹ mở, thì mình nghĩ rằng là trước hết là mình muốn chia sẻ với mọi người để chúng ta hiểu xem là cái hình thức quỹ đầu tư nó như thế nào, xu hướng phát triển của nó trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay là ra sao. Chiếu cái slide này trước. Cái slide này thì có lẽ là trong những cái số đi inside trước mọi người chắc cũng đã từng chiếu rồi, tức là một cái ví dụ về cái đầu tư 1 tỷ đồng qua cái kênh đầu tư. Chúng ta lấy cái timeline, tức là cái thời gian đầu tư là 5 năm và 10 năm. Thì hiện nay số liệu thống kê tại Việt Nam đều cho thấy rằng là chúng ta đầu tư qua kênh chứng khoán vẫn là cái kênh vượt trội hơn so với những kênh đầu tư khác. Ở đây là chúng ta so sánh 5 cái kênh đầu tư, là đầu tư với vàng này, đầu tư mua và cho thuê căn hộ tại Sài Gòn và Hà Nội là hai thành phố lớn nhất, và gửi tiết kiệm 12 tháng. Thì với từ hai cái biểu đồ này thì chúng ta cũng nhìn thấy được rằng là đối với cả các kênh đầu tư như là vàng hoặc là thuê và mua căn hộ thì nó có tăng thì nó cũng có một cái sự, cái độ dốc của nó cũng rất là hạn chế. Và trong khi đó thì gửi tiết kiệm thì nó có cái độ dốc tốt hơn hẳn. Tức là thực ra là tại Việt Nam của chúng ta thì cái tỷ suất lợi nhuận gửi tiết kiệm tương đối là cao. Hiện nay nó cũng đang dừng ở mức từ 7-8% một năm. Thì tuy nhiên ngay cả gửi tiết kiệm cũng không thể vượt được với cả đầu tư chứng khoán. Vậy chúng ta cũng thấy rõ được rằng là cái đầu tư chứng khoán là một kênh đầu tư rất là hấp dẫn. Thế đầu tư chứng khoán ở đây thì là thông thường chúng ta nghe đến đầu tư chứng khoán là chúng ta nghĩ đến việc là chúng ta sẽ bỏ tiền để mua các loại cổ phiếu trên thị trường. Thế thì ngoài cách đó thì chúng ta còn có cái cách nào để chúng ta có thể tham gia được cái thị trường hấp dẫn này mà không phải là chúng ta phải tự tìm tòi, tìm hiểu các cổ phiếu và để đầu tư hay không? Thì đó có một cái hình thức đầu tư khác, đó chính là đầu tư qua quỹ đầu tư. Tôi cũng muốn chia sẻ một chút là về với mọi người là về cái mức độ tiếp cận các sản phẩm tài chính của chúng ta, nói chung bao gồm cả kênh chứng khoán tại Việt Nam cũng như là so sánh với các nước trên thế giới, thì ở đây chúng tôi chỉ so sánh với một cái nước rất là gần chúng ta ở trong cùng khu vực ASEAN, đó là nước Thái Lan. Thì dân số của chúng ta là gấp rưỡi Thái Lan, và trong đó thì cái dân số mà trên 15 tuổi của chúng ta cũng là gấp rưỡi, nó cũng tương đồng. Thế nhưng mà cái số lượng dân số mà sử dụng cái dịch vụ ngân hàng của chúng ta so với Thái Lan thì rất là ít, chỉ chiếm 31%, trong khi ở Thái Lan nó là 82%. Và một điều nữa là cái số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của chúng ta chỉ chiếm 2,3% dân số thôi, trong khi ở Thái Lan là 3,7%. Và cái điều này cũng nói đến được cái mức độ tiếp cận các sản phẩm tài chính của chúng ta bao gồm cả chứng khoán thì vẫn còn rất là hạn chế. Đây là chúng ta không dám so sánh với cái những nước có thị trường phát triển như là châu Âu hay là Mỹ. Thế còn cái số lượng chứng chỉ quỹ mở ở cái hình thức mà chúng tôi đang nói đến, mà một cái hình thức đầu tư gián tiếp mà nhà đầu tư không cần phải trực tiếp tham gia thị trường chứng khoán á, thì tại Việt Nam chúng ta mới có 35 quỹ thôi, và với cả cái giá trị vốn hóa của chúng ta thì mới chiếm có 0,5% giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán. Cái số này thì nó rất là ít ỏi so với cả Thái Lan. Ở Thái Lan thì họ đang chiếm đến 28% giá trị vốn hóa. Thế thì so sánh với Thái Lan thì chúng ta cũng nhìn luôn sang một cái bức tranh của thế giới. Thì chúng ta thấy rằng là nói một cách đơn giản như này là các bạn cứ tưởng tượng ở Mỹ thì cứ 2 gia đình là có một gia đình sẽ có đầu tư vào các quỹ mở. Đấy, thì cái tỷ lệ này là mình thấy rất là rõ. Trong khi ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay chúng ta chỉ có 35 quỹ thôi, và cái số lượng nhà đầu tư vào đó nó chỉ rơi vào tầm 70.000 nhà đầu tư. Thì 70.000 nhà đầu tư so với cả 2,3 triệu nhà đầu tư có tài khoản chứng chỉ quỹ mở, hay là so với toàn bộ dân số của chúng ta thì nó là một con số vô cùng nhỏ bé. Thì đây chính là cái xu hướng về đầu tư quỹ mở trên thế giới. Tức là tại các thị trường phát triển thì quỹ mở là hình thức đầu tư thông dụng nhất của các nhà đầu tư cá nhân. Thì
thì đấy là một cái khẳng định mà nó đã được thống kê bằng các con số liệu thống kê rất là minh bạch. Thế thì như vậy là chứng khoán thì là một kênh rất là hấp dẫn như vậy rồi, và chúng ta biết là chúng ta thường nói đến với nhau đến đầu tư chứng khoán là chúng ta nói đến là chọn cổ phiếu gì, mua con gì, trồng cây gì, đầu tư ngành nghề gì. Thế nhưng mà đầu tư qua quỹ mở thì nó là cái hình thức như thế nào? Thì quỹ mở bản chất thì nó là một cái phương tiện đầu tư tập thể, ở trong đó thì các nhà đầu tư cùng nhau bỏ vốn vào và sẽ có một cái đơn vị quản lý chuyên nghiệp là các công ty quản lý quỹ, họ quản lý cái quỹ đầu tư đó. Và quỹ mở thì nó có những cái đặc điểm là có ba cái đặc điểm mà nó sẽ rất là dễ dàng cho nhà đầu tư tham gia. Thứ nhất là nó không giới hạn về thời gian đầu tư, tức là nhà đầu tư có thể đầu tư trong vòng một tuần, một tháng, một năm, dài hơn tùy theo là cái khả năng tài chính của nhà đầu tư. Thứ hai, nó không giới hạn về cái số lượng nhà đầu tư tham gia vào trong cái quỹ này. Có thể có rất là nhiều nhà đầu tư có cùng một nhu cầu, cùng một mục tiêu đầu tư thì đều có thể bỏ tiền vào quỹ. Và điều cuối cùng là nó cũng không giới hạn về cái số vốn mà nhà đầu tư tham gia. Thì đây là những cái đặc tính của quỹ mở mà giúp nó trở nên thành một cái phương tiện đầu tư rất là dễ dàng. Thế thì đầu tư với quỹ mở với tự đầu tư á, thì nó khác nhau ở đâu? Thì cái điểm khác nhau cơ bản nhất mà mọi người có thể nhìn thấy được ấy, là khi chúng ta đầu tư qua quỹ là chúng ta gom tiền của rất là nhiều nhà đầu tư vào trong một tài khoản, chúng ta có một số tiền lớn và do đó mà chúng ta có thể đầu tư vào một rổ những cái cổ phiếu, có thể là một rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, và chúng ta hoàn toàn có thể phân bổ được rủi ro bởi vì chúng ta có một cái rổ cổ phiếu đa dạng. Trong khi mà chúng ta tự đầu tư với cái năng lực, khả năng của một nhà đầu tư cá nhân ấy, thì rõ ràng là chúng ta khó có thể đầu tư vào một cái rổ cổ phiếu đa dạng như vậy. Cho nên là cái việc đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro của chúng ta nếu mà thông qua hình thức quỹ thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với chúng ta tự đầu tư. Một cái thứ hai là khi chúng ta đầu tư qua quỹ ấy, thì quỹ đầu tư sẽ được quản lý bởi công ty được quản lý quỹ. Hiện nay trên thị trường chúng ta là có 45 công ty quản lý quỹ. Đây là những công ty mà đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép và họ có được một cái nền tảng, những cái nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp có kinh nghiệm trên thị trường, đồng thời lại được hỗ trợ bằng cái hệ thống phân tích. Tức là thường là những công ty quản lý quỹ họ có một cái đội ngũ về những chuyên gia phân tích đầu tư, và chúng tôi có thể nghiên cứu thông tin của các cổ phiếu có ở trên thị trường. Nếu như mà một nhà đầu tư cá nhân mà tự đầu tư giữa một cái biển thông tin hơn 1.600 cổ phiếu đang niêm yết hiện nay và rất là nhiều các thông tin khác về kinh tế vĩ mô, kinh tế của doanh nghiệp mà nhà đầu tư phải tự tìm tòi để mà tìm kiếm chòng lọc trong đó, thì mình nghĩ đó là một cái công việc mà đòi hỏi rất là nhiều thời gian và công sức. Và trong khi đó thì đối với cả cái việc mà được quản lý chuyên nghiệp qua một công ty thì cái việc này nó sẽ được cả cái đội ngũ hỗ trợ. Và cuối cùng thì là nó chính là cái tính thanh khoản. Khi mà mình đầu tư một rổ cổ phiếu và đó là những cổ phiếu niêm yết có tính thanh khoản cao, thì cái việc mà nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn sẽ được công ty quản lý quỹ đảm bảo. Thế còn nếu như bạn tự đầu tư thì rõ ràng là cái thanh khoản của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào cái thanh khoản của cổ phiếu mà mình đầu tư. Và trong trường hợp mà những cái lúc mà thị trường nó có xảy ra những cái biến cố hoặc là nó có những cái cổ phiếu nó trở nên mất thanh khoản, thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta có nhu cầu rút vốn chẳng hạn thì nó sẽ xảy ra rất là khó khăn cho chúng ta. Thì cái việc giữa tự đầu tư và đầu tư qua quỹ mở nó có ba cái đặc điểm cơ bản là như vậy. Thế thì khi mà chúng ta thực hiện đầu tư ở trên thị trường mà đầu tư qua quỹ thì điều chúng ta cần phải lưu ý, thì thứ nhất là các bạn phải lưu ý đến là cái mục tiêu đầu tư của các bạn là gì, và từ đấy thì chúng ta tìm được cái quỹ mà nó có cái chiến lược đầu tư tương đồng với cái mục tiêu đầu tư của chúng ta. Hiện nay trên thị trường Việt Nam chúng ta có khoảng 35 quỹ đầu tư, trong đó chúng ta có 15 quỹ cổ phiếu, chúng ta có 10 quỹ trái phiếu, 7 quỹ cân bằng và có 3 quỹ ETF. Thế thì chúng ta sẽ tùy theo là cái mục đích đầu tư của chúng ta là gì, nếu mà chúng ta tìm kiếm những cái khoản đầu tư đem lại lợi nhuận cố định cho chúng ta thì chúng ta có thể xem xét đến quỹ trái phiếu. Nhưng mà ngoài ra nếu chúng ta lại tìm kiếm một cái cơ hội tăng trưởng về dài hạn trong tương lai chẳng hạn, chúng ta có thể đầu tư vào quỹ cân bằng hoặc là quỹ cổ phiếu. Còn nếu như mà nhà đầu tư muốn là chúng ta nắm bắt được cái sự tăng trưởng của thị trường nói chung, tức là chúng ta tin tưởng vào toàn bộ cái thị trường này, chúng ta không biết là lựa chọn riêng những cái cổ phiếu nào cả, thì quỹ ETF lại là cái lựa chọn cho chúng ta. Thế nhưng mà có một điều rất là muốn chia sẻ với mọi người là tại thị trường Việt Nam ấy, thì nhà đầu tư lại chỉ thường thích là những cái quỹ chủ động thôi. Cái quỹ ETF ở thị trường Việt Nam chúng ta có size rất là lớn, nhưng mà 99% những cái nhà đầu tư tham gia những quỹ ETF đó thì lại là nhà đầu tư nước ngoài. Thế cho nên là chúng tôi có thể nhìn thấy được là cái đặc điểm của thị trường Việt Nam chúng ta ấy, là được nhà đầu tư cá nhân thì họ chỉ thích là những cái gì chủ động thôi. Chúng ta thích tự tham gia, mặc dù là chúng ta có thể trở nên là thành những con bạc
nghiện chứng khoán, hoặc là chúng ta có thể trở thành ngay cả là thành nạn nhân bởi vì cái sự đam mê mà thiếu hiểu biết của chúng ta, hoặc là chúng ta chưa có nhận thức đầy đủ hoặc là những thông tin đầy đủ về thị trường, nhưng mà chúng ta thích là tự tham gia vào thị trường hơn là đầu tư qua các quỹ. Và chúng ta nếu mà đầu tư qua quỹ, chúng ta cũng thích đầu tư qua quỹ chủ động chứ chúng ta cũng không thích lựa chọn quỹ ETF. Thế nhưng mà nhà đầu tư nước ngoài thì lại ngược lại. Chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao những cái nhà đầu tư họ đến từ những cái thị trường phát triển hơn chúng ta rất là nhiều, đã trải qua được rất là nhiều những cái giai đoạn của thị trường, họ lại lựa chọn quỹ ETF nhiều hơn, và họ lại chỉ thường xuyên là đầu tư qua các quỹ chứ họ không tự đầu tư. Thì đó là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là thời gian nó sẽ trả lời, là khi mà chúng ta đi một đoạn đường đủ dài với thị trường thì chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta đầu tư qua quỹ nó sẽ có lợi hơn. Và khi mà chúng ta tự đầu tư, nếu chúng ta không đủ thời gian, không đủ kinh nghiệm, không đủ cái sự đào sâu vào cái thị trường, thì cái đầu tư qua quỹ chắc chắn nó sẽ làm cái đầu tư đem lại được cái sự phòng vệ tốt hơn cho chúng ta trước những cái diễn biến biến động rất là khó lường của thị trường như hiện nay. Thế còn một cái điều cần lưu ý nữa, khi mà chúng ta đầu tư qua quỹ là chúng ta cũng nên nhìn vào cái lịch sử hoạt động của quỹ đó xem như thế nào. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam thì cái lịch sử hoạt động này cũng tương đối là hạn chế. Cái quỹ lâu đời nhất của chúng ta thì cũng chỉ có khoảng 6 năm tuổi thôi, cho nên là cái việc mà nhìn vào lịch sử hoạt động của chúng ta thì có thể là nó cũng sẽ không được đầy đủ phản ánh được cái hiệu quả thực sự của cái quỹ này, bởi vì thông thường các quỹ phải cần một cái khoảng thời gian ít nhất là qua được cái chu kỳ của kinh tế của 10 năm thì chúng ta mới có thể là khẳng định được xem là thực sự là nó có đúng hiệu quả và đúng mục tiêu hoạt động không. Và cuối cùng là nhà đầu tư cũng nên chú ý về cái công ty quản lý quỹ mà bạn lựa chọn, và đó là một cái công ty có uy tín không, họ xuất phát từ đâu, các cổ đông lớn của họ là ai và họ có cái đội ngũ như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là cái hình thức đầu tư qua quỹ làm cái hình thức đầu tư của tương lai, nó chắc chắn là xu hướng rồi. Thế nhưng mà đến bao giờ Việt Nam chúng ta, những nhà đầu tư mới bắt đầu thực sự coi cái hình thức này nó là một cái phần không thể thiếu của danh mục ấy, thì cũng rất là cần được là nhà đầu tư phải tìm hiểu thêm về cái loại hình này, và cũng là cần cái thời gian để các quỹ chứng minh được cái hiệu quả hoạt động của mình để đem lại được cái lòng tin cho các nhà đầu tư. Xin cảm ơn chị Nga phần giới thiệu tuy ngắn gọn nhưng khá là đầy đủ, đúng không? Trả lời cho các câu hỏi là quỹ mở là một hình thức như thế nào, coi như là một cách để thay thế cho cái cách mà nhà đầu tư đang tự đầu tư. Cái thứ hai là cái xu hướng của nó so với trên thế giới và Việt Nam đang ra sao. Cái thứ ba là cái cách đầu tư qua quỹ với tự đầu tư nó có những cái ưu nhược điểm như thế nào. Và cuối cùng là nếu mà nhà đầu tư chọn cái hình thức đầu tư qua chứng chỉ quỹ thì ta cần phân tích và lựa chọn như thế nào. Đó. Bây giờ ta quay lại cái phần thảo luận của các panelist. Đầu tiên là hiện trạng của các nhà đầu tư, đúng không ạ? Đây là một cái thống kê của tài khoản nhà đầu tư chứng khoán mở mới này, từ 2018 đến nay, cái thống kê cái cột. Ta liên tục, nhưng mà ta nhìn vào cái số gần đây, ta thấy nghe là rõ ràng là phần lớn là nhà đầu tư cá nhân trong nước thôi, chứ còn các tổ chức ở Việt Nam còn khá là ít. Cái này nếu mà so sánh với nước ngoài thì tỷ lệ gần như là ngược lại, đúng không ạ? Như vậy. Đây là các cái sai lầm của nhà đầu tư mà chúng tôi tổng kết được, đúng không ạ? Ví dụ như là cái nhà đầu tư Việt Nam là hay theo số đông, dễ bị tác động bởi người khác, ít kiên trì này, quan niệm mà nghĩ đến chứng khoán là xanh đỏ thôi, bảng xanh đỏ là chính đó, đúng không? Và mở tài khoản công ty là chỉ nghĩ đến là chơi cổ phiếu, đúng như nghĩa của từ chơi, đúng không? Thế thì thực tế như nào thì chúng ta cùng suy nghĩ thêm. Một số phần thì chị Nga đã trình bày rồi, đúng không? Ở đây mình cũng không nhắc lại nữa. Đây là phân loại các quỹ trên thế giới thôi, theo là quỹ đóng hay quỹ mở để chúng ta có một bức tranh toàn cảnh thêm, giới thiệu thêm ha. Theo tài sản thì hồi nãy chị Nga cũng đã giới thiệu qua rồi, cả quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu hoặc là quỹ công bằng cũng hợp cả hai, có thể thêm các loại tài sản khác như là bất động sản. Rồi về triết lý đầu tư thì có thể là dạng theo kiểu diversify nhiều ngành hoặc một ngành nào đó cụ thể, theo chỉ số hay theo ETF, hay là đầu tư quỹ vào quỹ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ưu điểm của đầu tư vào quỹ thì đây là có một số phần tổng kết mà chị em ok rồi. Để bây giờ phần chia sẻ của các panelist thì các panelist có thể bổ sung thêm ngoài cái phần chia sẻ của chị Nga. Tức là bây giờ nếu mà so sánh với cái sự lựa chọn của rất đông nhà đầu tư mới mở tài khoản hiện tại để tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, thì cái cách họ tự đầu tư tự làm thì nó có ưu nhược điểm gì so với cái phần mà đầu tư vào quỹ thì nó sẽ như là các em có thể bổ sung thêm một phần. Xin mời anh Dũng. Trong khoảng tầm 2 tuần gần đây ấy, tôi nhận được rất là nhiều
cái câu hỏi là bây giờ là, tức là những nhà đầu tư mà người ta quan tâm đến thị trường trong giai đoạn gần đây thì người ta thấy là thị trường chứng khoán giảm rất nhanh và về những cái vùng giá rất rẻ. Thì những người mà tôi được hỏi thì lại là những người mà phải rất là, có những người là 10 năm trở lại đây là họ không chơi chứng khoán, có những người là lần đầu tiên họ chơi chứng khoán. Thì cái điểm này nó cũng khác với cái giai đoạn ngày xưa, tức là khi mà thị trường rơi xuống thì gần như chẳng ai quan tâm đến chứng khoán nữa. Thì bây giờ tôi cũng thấy ngạc nhiên là bởi vì tháng vừa rồi chúng ta mở được đến 31.000 tài khoản mở mới mà toàn là nhà đầu tư trong nước thôi. Trong khi số lượng nhà đầu tư nước ngoài mở chỉ được khoảng tầm vài trăm tài khoản. Thế thì khi mà tiếp cận cái câu hỏi của nhà đầu tư ở ngoài thị trường ấy thì tôi nhận thấy là đúng như anh nói là người ta tiếp cận trên tinh thần là chơi cổ phiếu chứ không phải là đầu tư chứng khoán. Thì rõ ràng là khi mà chơi thì kiểu gì cũng sẽ có thời điểm mà mình không biết luật chơi nó như thế nào, chơi và mình sẽ bị cuốn theo cái trò chơi đấy, và kiểu gì thì kiểu là đến cái giai đoạn mà sau khi chơi xong thì là mình sẽ bị thua. Bởi vì là mới chơi mà kiểu gì cũng thế, đã gọi là chơi thì kiểu gì cũng sẽ có lúc mà chúng ta bị thua. Và thường là những nhà đầu tư mà mới chơi thì khi mà thua rồi thì họ sẽ rất là khó tìm được cái lý do là vì sao mà mình lại thua, và họ sẽ tiếp tục lao vào cái việc là chơi cổ phiếu đấy. Thì rõ ràng là lúc nãy chị Nga có nói là với một cái biển thông tin nhiều như vậy, nhất là trong cái giai đoạn thị trường phải đến 100 năm nay mới nhìn thấy được một cái lần mà có những cái sự kiện như thế này. Tức là tính từ cái đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 thì bây giờ coi như là đã 100 năm rồi mình mới nhìn thấy cái hiện tượng là trên toàn thế giới bị cách ly như vậy. Thế thì với cái giai đoạn mà một cái thị trường mà đang có những rất là nhiều cái biến mà không chắc chắn ở phía trước, thì cái việc mà chơi đấy nó sẽ rất dễ đến xảy ra là về sau đấy là họ sẽ rơi vào những cái bẫy của thị trường, cạm bẫy thị trường. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là trong khoảng 3 năm trở lại đây thì thực ra là 2 năm thị trường mình đã tạo đỉnh năm 2018 và sau đấy là đi ngang 2 năm, và trong 2 năm đấy thì rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ. Thế thì việc mà bây giờ những nhà đầu tư mới vào, mặc dù là có thể họ lãi được từ cái giai đoạn này tầm 20%, nhưng mà điều đấy nó không đảm bảo cho cái câu chuyện là họ sẽ tiếp tục thắng được ở trong cái giai đoạn sắp tới. Những cái biến vĩ mô, những cái yếu tố của kinh tế vĩ mô bây giờ nó có phức tạp hơn rất nhiều so với 2 năm trở lại trước đây. Vậy thì lấy gì đảm bảo là họ sẽ thắng được tiếp trong cái trò chơi mà họ muốn tham gia bây giờ? Thì tôi nghĩ rằng là đầu tư vào quỹ rõ ràng là sẽ giúp họ nhìn được cái cách mà những người chuyên nghiệp họ đã trải qua thị trường trong rất nhiều năm rồi, cách hành xử của những người chuyên nghiệp họ làm như thế nào. Tôi nghĩ rằng là cho dù là có muốn thực sự muốn tìm hiểu về thị trường chứng khoán thì nhà đầu tư cũng nên phân bổ ít nhất là phải đến tầm 1/3 cái danh mục mình vào các quỹ mở để có thể quan sát được cái cách mà những người chuyên nghiệp họ xử lý tình huống như thế nào. Đương nhiên là khi mà thị trường đi xuống thì quỹ nào cũng sẽ phải chịu sụt giảm về tăng trưởng NAV, cái đấy là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên là mình sẽ quan sát xem là mình sẽ chọn ra những cái quỹ nào mà họ bảo vệ được cái tài sản của nhà đầu tư trong cái quá trình mà thị trường sụt giảm ít nhất, thì mình sẽ chọn lựa vào những cái quỹ như thế và mình phân bổ học hỏi. Tôi nghĩ đấy là một cái lựa chọn không tồi cho giai đoạn này. Rất là sâu ha. Từ cá nhân mà mình quan sát cái nhà đầu tư xung quanh, mà thông thường thì mới vào thị trường thì chúng ta phải xác định là chúng ta mất ít nhất khoảng ít nhất là 2 năm đầu tiên. Xác định là đó là giai đoạn mình trải nghiệm và mình học hỏi đã. Đúng không? Thế thì nó sẽ rất là tệ cho trường hợp mà chúng ta vào, chúng ta có thể thắng được một đoạn, người ta quá tự tin, đúng không? Ta dùng rất nhiều tiền và nó bị một cú thua lỗ lớn, và nó có thể có hai khả năng xảy ra. Một là mình cố đóng mình sôi thì mình lại lỗ tiếp, hoặc là cái thứ hai là người ta thấy sợ quá và mãi mãi không bao giờ người ta dám tiếp cận cái kênh, thì đó là cái điều thậm chí còn đáng tiếc hơn, đúng không? Chứ nếu mà họ xác định được 2 năm đầu họ học hỏi, như các anh Dũng đề xuất là đầu tư vào quỹ là một cách học
rất là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Thì nó sẽ là một lựa chọn, tôi nghĩ là rất là tốt. Anh Hiệp cũng là người mà đã dày dạn kinh nghiệm trong thị trường bao nhiêu năm rồi, anh cũng là một VM quản lý danh mục, thì anh thấy như nào về cái việc mà nhà đầu tư mới tham gia rất là đông ở giai đoạn này, và cái kiểu mà họ tự làm thì thông qua môi giới hay là thông qua các quỹ mở thì nó như nào, cho chia sẻ mà. Thực ra nếu mà mình nhìn cái hành động mà mọi người cư xử với cả cái chứng khoán này này, nó cũng như là các cái hành động con người cư xử ở cái lĩnh vực khác. Mình lấy ví dụ như tiện anh Dũng vừa nói về cái chuyện chơi, thì mình thấy là trên toàn thế giới có rất là nhiều người thích nghe nhạc, ai cũng thích nghe nhạc, nhưng không phải ai cũng hát được, không phải ai cũng chơi được nhạc cụ, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình phải phân biệt xem là cuối cùng cái mình muốn là gì. Cái mình muốn là mình muốn enjoy cái quãng thời gian mà âm nhạc mang đến cho chúng ta vui vẻ như thế nào, hay là chúng ta enjoy cái chuyện là chúng ta được hát, chúng ta được biểu diễn, được tự mình, cái cảm giác sung sướng khi chúng ta hát, hay là cảm giác sung sướng khi chúng ta chơi nhạc cụ. Còn bất kể là cái người bên cạnh ấy, người ta nghe chúng ta hát có hay hay không ấy, hay là bản thân sau này chúng ta nhìn lại xem chúng ta hát có hay hay không ấy, thì đấy là chuyện khác. Thế thì như vậy thì nhà đầu tư cũng vậy. Cuối cùng họ đến với chứng khoán là vì gì? Vì lợi nhuận, vì bảo vệ tài sản, gia tăng tài sản. Đấy là những cái mà cái tôi nghĩ là cái ban đầu, cái động lực ban đầu để dẫn dắt người ta quan tâm đến thị trường chứng khoán. Nhưng sau đó ấy, thì họ lại bị nhầm lẫn giữa cái chuyện là mình quan tâm đến sự an toàn và sự gia tăng của tài sản, đổi lại họ lại bị lao vào cái chuyện là mình được chơi, và cái cảm giác sung sướng khi mà betting, khi mà được chơi. Thế thì như chị Nga vừa nãy nói về cái chuyện là trên thế giới ấy, là tại sao mà quỹ lại, ngành quản lý quỹ lại phát triển như thế và mọi người bỏ tiền vào quỹ nhiều như thế. Bởi vì mình nhìn thấy là đơn giản thôi, mình là người đi sau cái đất nước Việt Nam mình là đi sau. Như tôi đọc những cái quyển về nói về thị trường chứng khoán ấy, thì tôi thấy là cái giai đoạn của Việt Nam ấy nó như kiểu những năm 30-40 của Mỹ, tức là nhà đầu tư cá nhân rất là nhiều, và sau đó thì mọi người thấy đấy là họ trải qua hàng chục năm, hàng trăm năm phát triển, cuối cùng họ quay về hiện trạng như bây giờ là cá nhân chơi, không chơi chứng khoán riêng lẻ nữa mà bỏ tiền vào quỹ. Thế thì chúng ta ở đây chúng ta cứ bàn luận, nhưng mà thực ra chúng ta đang tụt lại rất là xa. Cái chuyện bàn luận này cuối cùng dù các bạn đồng ý hay không đồng ý, cuối cùng là nó vẫn sẽ dẫn đến cái chuyện là phải bỏ tiền vào quỹ. Thì tương tự như thế ở trên thế giới, mọi người bỏ tiền ra để mua đĩa CD về nghe nhạc, chứ còn bỏ tiền ra thì đi hát karaoke là chuyện khác. Đó thì đấy, tôi chỉ ví von một chút như vậy thôi. Thì tự tôi nghĩ là ở đây ai cũng yêu ca nhạc, ai cũng đã từng đi hát karaoke và biết giọng hát của mình như thế nào. Và chúng ta sẽ tự rút ra được khi mà link đến cái chuyện chứng khoán. Thế là cuối cùng là cái mục đích của chúng ta khi mà quan tâm đến thị trường chứng khoán là gì? Là được chơi, được như vừa nãy nói, được hát, hay là cuối cùng là chúng ta muốn được nghe một bài hát. Còn như cách tiếp cận như anh Dũng nói, ok, chúng ta có thể muốn học hát. Thế thì như anh Dũng nói là phân bổ một phần vào quỹ để cho xem cái cách hành xử của cái PM như thế nào, rồi mình từ từ mình học cái cách hành xử. Tương tự như việc bạn hâm mộ một ca sĩ nào đấy, bạn download cái bài hát về, bạn nghe người ta hát và bạn nhấn nhá, bạn hát theo. Thế thì dần dần về sau bạn sẽ hát được gần như họ. Nhưng mà để mà hát được như họ, mình phải hiểu là để mà hát được như ca sĩ thì thứ nhất họ phải có talent, họ có giọng hát, họ được đào tạo, họ phải được hỗ trợ bởi một ekip rất là chuyên nghiệp thì nó mới lên được bài hát như thế. Còn quanh bạn, thứ nhất có thể có những nhà đầu tư tự gọi là có talent về đầu tư đi, có khả năng về đầu tư, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Và xung quanh họ, như vừa nãy chị Nga nói là có những ekip về phân tích, về thông tin thị trường, rất là nhiều thứ, đó là cả một ekip. Còn nhà đầu tư có gì? Họ có một mình, họ có một vài người bạn, họ có một vài room. Thì cũng tương tự như là một người muốn trở thành một ca sĩ, họ xung quanh họ không có một cái ekip làm nhạc, không có tất cả những cái support xung quanh. Đấy thì tôi chỉ
ví đơn giản như vậy thôi, chứng khoán hay là âm nhạc hay là vẽ cũng vậy. Nhiều người thích ngắm tranh nhưng mà không phải ai cũng biết vẽ. Đấy, tôi sự so sánh rất là thú vị của anh Hiệp ha. Đấy, thì anh Hiệp có nhắc đến một cái chi tiết nữa là tôi để ý là anh bảo là rất nhiều đông nhà từ Việt Nam rất là thích chơi cổ phiếu, đúng nghĩa là cảm giác betting vào cổ phiếu. Và cũng thấy như này, tức là thông thường ví dụ nhé, người ta mở một cái cửa hàng gì đó kinh doanh đi mà thua lỗ thì họ rất là ngại đấy, thì rất lâu họ mới quay lại. Nhưng mà khi đang theo những cổ phiếu mà game ấy, trước đó mới có 1-2 tuần thôi nhá, lỗ sạch tiết nha, nhưng chỉ 1-2 tuần sau là quên ngay lập tức luôn, trong chứng khoán lại quay lại tiếp tục cái trò chơi đó khá là nhiều. Mặc dù thật ra là trong mấy năm vừa rồi thì trình độ của nhà đầu tư ở Việt Nam phải nói là cũng đã tăng lên đáng kể rồi, nhưng mà vẫn còn những tình trạng. Bây giờ các quỹ đầu tư tại Việt Nam, đúng không, vừa rồi là các analyst đã chia sẻ về cái lựa chọn của nhà đầu tư và cái giá trị của thông qua quỹ mở như thế nào rồi. Thế thì bây giờ chúng ta zoom in lại các quỹ mở tại Việt Nam. Bên cạnh những cái thông tin vừa rồi mà chị nghe đã trình bày, thì ở đây mình cũng chia sẻ thêm một vài cái slide, thêm một vài thông tin nhà đầu tư. Sự lựa chọn có thể là chọn theo con đường là passive hoặc là active. Mà nãy chị nghe có nói là số đông nhà đầu tư Việt Nam hiện tại vẫn chọn các quỹ active là nhiều hơn, vì họ nghĩ là sẽ cho cơ hội sinh lời cao hơn so với các quỹ ETF. Rồi đây là thống kê của các cái cách lựa chọn này, các quỹ hiện tại mà theo chiến lược passive, tức là thụ động đúng không, và chủ động, các cái quỹ trên thị trường Việt Nam ta có thể nhìn ở đây các cái tên tuổi khá là quen thuộc rồi đúng không? Và cái phí của nó cũng khác nhau hai cái con đường này. Đây là phân theo các loại tài sản đúng không, theo quỹ cổ phiếu bên này, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng đúng không? Rồi thì tại Việt Nam thì về mặt khảo sát các cái quỹ tại Việt Nam thì anh Tùng có cái nhận xét gì không về các cái sự phát triển của các loại quỹ đầu tư tại Việt Nam, thì anh thấy là nhận xét của anh là xu hướng trong thời gian tới nó sẽ như thế nào? Ở Việt Nam mình thì như chị Nga vừa nãy cũng có nói là cái ngành của quản lý quỹ của mình khá là còn trẻ, được khoảng tầm chơi tới chục năm. Trong khi chúng ta biết là ở Mỹ thì cái quỹ đầu tiên thành lập năm 1923, tức là cách đây khoảng tầm gần 100 năm á. Tôi nhớ là quỹ đấy là quỹ Massachusetts Investment Trust. Thì cũng phải đến là tầm 60 năm sau là nước Mỹ là cái ngành quản lý quỹ nó mới nở rộ và rất là nhiều người dân tham gia vào thị trường, và đến nay là khoảng hơn 100 triệu dân Mỹ tham gia vào thị trường. Ở Việt Nam mình thì như vừa nãy anh Quang có thống kê thì là chúng ta có khoảng 2 triệu tài khoản trên 100 triệu dân. Thì Tùng cho rằng là cái số lượng tài khoản và số lượng những nhà đầu tư đấy thì đa phần là những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc là bán chuyên nghiệp. Và cái ngành quản lý quỹ này phát triển thì không phải là phát triển cho cái số lượng 2 triệu tài khoản đấy, mà nó phát triển cho ví dụ ít nhất là tầm hơn 30 triệu dân Việt Nam. Tại vì sao con số 30 triệu dân đấy? Bởi vì Tùng biết là có một nghiên cứu của BCG họ nghiên cứu rằng là năm 2020 là Việt Nam mình có khoảng 33 triệu dân là thuộc tầng lớp trung lưu, tức là thu nhập bình quân là khoảng tầm trên 15 triệu một tháng. Đó thì cái ngành chứng chỉ quỹ này chúng ta phát triển là phát triển cho cái lượng tầng lớp trung lưu đấy, chứ không phải ta phát triển cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Về cái xu hướng phát triển của thị trường thì có hai xu hướng phát triển của các công ty quản lý quỹ. Một là phát triển dành cho nhà đầu tư nội địa thì hiện nay vẫn còn khá là hạn chế. Cái thứ hai là họ phát triển cho thì các công ty, các cái nhà đầu tư nước ngoài đúng không ạ? Đầu tư vào những cổ phiếu ví dụ như là Headroom ở Việt Nam chẳng hạn, thì các cái ETF như vậy là huy động được khá là nhiều vốn. Có một điểm đặc biệt đó là trong các quỹ này thì Tùng thấy có hai quỹ mà huy động được rất là nhiều vốn. Một là cái quỹ VFM30 như Tùng nói là 99% là nhà đầu tư nước ngoài. Ở khía cạnh nội địa thì có một quỹ là quỹ của Viễn Techcombank, quỹ trái phiếu ấy, họ huy động được là 15.000 tỷ đồng, thì cũng là hai cái trường hợp khá là đặc biệt, là đấy là quỹ đầu tư trái phiếu chứ không phải quỹ đầu tư cổ phiếu. Tôi nghĩ là về mặt tương lai thì chắc chắn là các cái quỹ ở Việt Nam mình thì nó sẽ ra đời nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì là cái nhu cầu của, như Tùng nói là nhu cầu đầu tư của tầng lớp trung lưu ấy. Tại vì đầu tư, chúng ta biết đầu tư là nó một kỹ năng thiết yếu mà. Và cái nhu cầu đầu tư thì nó càng ngày càng nhiều hơn, cho nên là các cái sản phẩm đầu tư chắc chắn là nó sẽ càng ngày càng đa dạng và sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư. Ngay cả là sẽ có những công ty mà đứng ra phân phối và làm sao nhà đầu tư tiếp cận các thông tin và tiếp cận cái
việc mua bán chứng chỉ quỹ nó hết sức là dễ dàng thuận tiện, thì tôi nghĩ là đấy là cái xu hướng mà tất yếu ở Việt Nam thì chắc chắn là sẽ đi tới. Chị Nga có bổ sung gì phần này? Thì về cái sự tham gia của các nhà đầu tư cá nhân á, thì mình cũng đã nói lại rồi, thì nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam hiện nay họ thích về hình thức là quỹ chủ động hơn là hình thức là quỹ bị động. Và thật ra là cái số lượng quy mô vốn của một cái quỹ tại Việt Nam hiện nay á, thì còn rất là khiêm tốn. Ví dụ như lúc nãy mình nói đến 0,5% giá trị vốn hóa thị trường á, nhưng mà thật ra là nó chỉ tập trung tại hai quỹ như là Tùng vừa nói thôi, tức là quỹ ETF VN30 và quỹ trái phiếu của Techcombank. Nên riêng hai quỹ này họ đã chiếm tới hơn 80% cái tổng quy mô của 35 quỹ đầu tư hiện có trên thị trường rồi. Cho nên thực sự là cái việc mà nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư tại Việt Nam ấy, thì là nó ít hơn cái con số đấy rất là nhiều. Tức là chủ yếu sẽ là toàn là nhà đầu tư nước ngoài này, và là đầu tư vào trái phiếu, chứ không phải là các nhà đầu tư tham gia vào thị trường cổ phiếu. Thì thật ra là đúng là các quỹ đầu tư của chúng ta sẽ không hướng tới những cái nhà đầu tư mà đang mở tài khoản giao dịch chứng khoán, những người mà người ta có cái đam mê chơi chứng khoán hơn là họ tìm kiếm một cái đầu tư tích sản dài hạn, mà chúng ta sẽ hướng đến một cái thị trường rộng hơn, là những cái người mà người ta có nhu cầu tìm kiếm những cái kênh đầu tư tích sản dài hạn mà có lợi nhuận tốt hơn so với những cái kênh đầu tư khác để mà họ đầu tư vào. Đó thì cái thị trường mà hướng tới của các quỹ đầu tư nó chính là cái thị trường như vậy. Còn đối với những cái nhà đầu tư chứng khoán mà hiện nay đã mở tài khoản rồi và đã tham gia đầu tư chứng khoán rồi, thì mình nghĩ là mình cũng hoàn toàn đồng ý với Dũng là mình nên nhà đầu tư sẽ phân bổ phần vào quỹ, để họ cũng có thể từ đó họ so sánh xem là việc tự đầu tư so với cả việc đầu tư qua quỹ thì cái nào nó sẽ đem lại cái hiệu quả tốt hơn. Và sau đó thì cái việc phân bổ tài sản của nhà đầu tư trong tương lai là nhà đầu tư sẽ có được cái nhìn nhận sáng suốt hơn. Chứ còn lại hiện nay thì đúng là các nhà đầu tư mà đang mở tài khoản chứng khoán là hầu như không đầu tư vào quỹ. Còn những cái nhà đầu tư bên ngoài thì đang đầu tư vào quỹ rất rất là ít. Cái thông tin về các quỹ đầu tư tại Việt Nam cũng rất là hạn chế. Đấy là một cái thực trạng hiện nay đối với các quỹ đầu tư. Rồi, ok. Thế thì bây giờ ta đến một cái phần cuối cùng là chúng ta định hướng nhà đầu tư như nào, đúng không ạ? Thì đây là các cái tiêu chí mà khi đánh giá quỹ này, đó, phần này đây là một cái quy trình của nước ngoài, ta tham khảo thử nhé. Cái công Podier là công ty quản lý tài sản của Thụy Sĩ, đúng không? Cách tiếp cận của họ là đầu tiên là họ filter, họ lọc trước, ta giới thiệu qua, ta nhìn qua, xin lỗi mọi người, đây là tài liệu tiếng Anh, ta nhìn qua trước, từ một số lượng quỹ rất là lớn thông qua một loạt các cái tiêu chí, đúng không? So sánh theo loại tài sản, theo vị trí địa lý, theo cái phong cách đầu tư, theo market cap, theo AUM, performance các thể loại, thì họ xuống từ gần 400.000 xuống còn 10 thôi. Đấy, lọc rất là khắc nghiệt đó. Rồi, lọc theo đây, các loại tài sản này, chiến lược như nào. Đấy, và sau đó họ đánh giá các cái tiêu chí kia là đánh giá theo kiểu quantitative định lượng, đúng không? Đây là định tính này. Thì triết lý đầu tư theo đội ngũ con người, quy trình sao, performance thực tế như nào. Đấy, quản lý rủi ro, quy trình, corporate governance. Đã qua một quá trình sàng lọc rất là lớn luôn, đúng không ạ? Thế thì bây giờ về cái cách thức mà thực hiện và lựa chọn quỹ đầu tư ở Việt Nam ấy, thì các panelist có thể chia sẻ với các nhà đầu tư là bây giờ nếu mà nhà đầu tư tham gia vô thì cái cách họ cần tiếp cận như nào, họ phải đánh giá, họ lựa chọn, họ lập các quỹ như nào và nên hành động như nào thì phù hợp nhất. Bên cạnh các cái chủ đề là quỹ mở là chính ngày hôm nay, thì trong này cũng có các cái PM đã từng quản lý các cái danh mục design riêng theo một số chiến lược cụ thể, đúng không? Ví dụ như ở VNREX chúng ta có VN Value chẳng hạn. Thì ngoài cái quỹ mở thì các giải pháp đầu tư qua danh mục tích sản, cái deep portfolio cho nhà đầu tư thì chúng ta có thể hỗ trợ nhà đầu tư như nào? Thì xin mời các panelist có thể chia sẻ cái phần này. Hai ý ha. Ý đầu tiên là nếu mà bây giờ tham gia quỹ mở thì cái cách thức của họ đi cụ thể từng bước như nào để họ có thể chọn được cái sự lựa chọn phù hợp cho họ, đúng không? Và thứ hai là ngoài quỹ mở thì các cái giải pháp đầu tư theo danh mục chuẩn thì nó sẽ như nào? Cho phần này xin mời anh Tùng trước đây. Anh quay cho em lại xem cái phần phân bổ tài sản đây. Chúng ta có thể đi theo các bước này như này, tức là đầu tiên là chúng ta xem là mục tiêu đầu tư của mình là gì, đúng không? Thời gian đầu tư là ngắn hạn hay dài hạn, khẩu vị rủi ro mình là thích kiểu mình là người ưa thích mạo hiểm hay là người ưa thích an toàn, đúng không? Kiến thức đầu tư của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ
làm cái phân bổ tài sản theo hai cái cấp độ như này trước đó. Một là bao nhiêu phần trăm cổ phiếu, bao nhiêu phần trăm trái phiếu, bao nhiêu phần trăm là tiền chẳng hạn. Thì bắt đầu từ bao nhiêu phần trăm cổ phiếu, bao nhiêu phần trăm trái phiếu đấy, mình sẽ lựa chọn ra các cái sản phẩm nào chuyên đầu tư vào cổ phiếu, sản phẩm nào chuyên đầu tư vào trái phiếu, đúng không ạ? Thì từ các quỹ đấy thì mình lựa chọn ra là trên thị trường hiện nay là có các cái quỹ cổ phiếu nào. Ví dụ như là đây là đánh giá về quỹ đầu tư cổ phiếu chẳng hạn. Thì lúc đấy chúng ta lại lọc tiếp xem là trong các quỹ đầu tư cổ phiếu thì chúng ta so sánh xem là cấu trúc phí của quỹ như thế nào, kết quả đầu tư trong vòng 3 năm như nào, 5 năm như nào, đúng không ạ? Cái quỹ đấy, cái danh tiếng của cái quỹ đấy và của cái công ty quản lý quỹ đấy cũng như là người PM quản lý quỹ đấy như thế nào. Ngoài ra thì có rất nhiều tiêu chí khác, nhưng mà đấy là một những cái tiêu chí cơ bản mà chúng ta có thể bắt đầu xem xét. Thì Tùng có làm một cái đánh giá cụ thể cho anh quay theo cái slide sau về các tiêu chí đánh giá. Đây là ví dụ như là Tùng có làm cái tiêu chí đánh giá quỹ theo 5 tiêu chí định lượng này. Ví dụ như là hiệu quả đầu tư 3 năm này, 5 năm và hiệu quả đầu tư điều chỉnh theo rủi ro, tổng chi phí hoạt động như thế nào và AUM quỹ như thế nào. Thì sau khi mà căn cứ trên 5 tiêu chí định lượng này thì Tùng xếp hạng ra một cái bảng về các quỹ đầu tư cổ phiếu ở Việt Nam mình. Thì ví dụ như là trên thang điểm 10 chúng ta thấy đây có một số quỹ cũng khá là nổi tiếng, đúng không? VFM, VF4, SSI, SCA và BCBF. Thì nhà đầu tư có thể tham khảo theo. Đây là một cái cách này để mình lựa chọn ra quỹ nào để mình có thể đầu tư được. Thì tại vì nó có, vừa có tiêu chí theo về phí, vừa tiêu chí theo kết quả đầu tư, vừa tiêu chí theo AUM, thì nhà đầu tư có thể tham khảo cái cách này để mình lựa chọn quỹ để đầu tư. Chúng ta chạy lại thử nhé. Hiệu quả đầu tư 3 năm, 5 năm. Liệu 5 năm có đủ không Tùng? Bởi vì nhiều khi là ví dụ như họ chưa trải qua cái giai đoạn kiểu khủng hoảng khắc nghiệt nhất. Thông thường ví dụ ông chứng minh được, ông chứng minh qua mọi giai đoạn của thị trường, ông có thể prove được. Anyway, các bạn analyst khác có thể chia sẻ thêm không? Ngoài cái cách tiếp cận như của Tùng thì mọi người có thể chia sẻ là nếu mà nhà đầu tư lựa chọn quỹ mở để đầu tư thì nên cụ thể họ cần phải đánh giá các tiêu chí đi theo các bước như thế nào để có thể chọn cho mình một cái quỹ mở phù hợp. Khi mà nhà đầu tư lựa chọn về cái quỹ để mà đầu tư ấy, thì ngoài cái việc mà chúng ta dựa trên những cái tiêu chí như lúc nãy là mình cũng như là Tùng chia sẻ ở đây, thì mọi người có thể thấy rằng là cái trung bình trong vòng 5 năm vừa qua các quỹ mở cổ phiếu tại Việt Nam sẽ đạt được lợi nhuận từ khoảng từ 10-12%, đấy là cái mức trung bình. Tuy nhiên những cái quỹ này thì nó cũng chưa trải qua đầy đủ một cái giai đoạn của thị trường, chúng ta thường gọi là một cái chu kỳ của thị trường á, nó thường diễn ra trong vòng 10 năm. Thì những quỹ này thì cái tuổi dài nhất của quỹ nó cũng chỉ rơi ở 6 năm thôi, chưa đầy đủ. Nhưng mà thống kê trên thế giới á, thì chúng ta cũng thấy được là cái mức lợi nhuận trung bình của các quỹ qua các năm trên thị trường Mỹ chẳng hạn thì nó cũng phải rơi vào tầm 7-8%. Thì đấy là một cái thống kê. Thế thì khi mà nói đến là chúng ta nhìn vào một cái kết quả trong một cái giai đoạn đầu tư ấy, thì đối với nhà đầu tư vào quỹ ấy, cái khi mà chúng ta xác định đầu tư vào quỹ, chúng ta phải xác định đầu tiên là cái thời gian đầu tư của chúng ta. Thì tôi nghĩ là đấy là cái điều quan trọng nhất, là chúng ta phải xác định được là đầu tư qua quỹ là đầu tư dài hạn. Còn nếu như mà nhà đầu tư nghĩ đến cái chuyện đầu tư ngắn hạn thì rõ ràng là chúng ta phải quan tâm đến cái chuyện thời điểm, tức là timing, phải vào cái chứng chỉ quỹ đấy lúc nào để nó thấp thì chúng ta mới đầu tư thì nó có lợi nhuận. Thế nhưng mà đầu tư qua quỹ là khi mà chúng ta đã ủy thác cái vốn đầu tư của chúng ta cho một cái người, một cái đơn vị khác để họ đầu tư và tin tưởng vào cái chiến lược đầu tư đấy, thì rõ ràng chúng ta phải xác định được dài hạn. Và khi mà chúng ta đã xác định được dài hạn rồi thì tôi cũng khuyến nghị cái hình thức đầu tư đối với quỹ là nhà đầu tư có thể tham gia những cái chương trình đầu tư định kỳ. Tức là thay vì chúng ta bỏ luôn một số tiền để đầu tư vào quỹ thì chúng ta có thể dàn đều cái số tiền đấy ra hàng tháng hoặc là hàng quý. Thì như vậy là chúng ta tránh được cái việc chúng ta mua sai thời điểm, và lúc nào chúng ta cũng sẽ bắt được một cái sự tăng trưởng của toàn thị trường cũng như là cái sự tăng trưởng của quỹ này. Bởi vì khi mà chúng ta thống kê vào quỹ tất cả những cái bảng đánh giá ở quỹ ngay ở VNDirect, chúng tôi đang có một cái dự án để xây dựng gọi là fund rating để chúng ta có thể là so sánh và đánh giá tất cả các quỹ với nhau ấy. Thì chúng tôi cũng sẽ dựa trên một cái track record, tức là một cái lịch sử hoạt động của các quỹ. Và như vậy thì khi mà chúng ta đã dựa trên một cái tầm, chúng ta có một cái tầm dựa trên một cái tầm dài hạn như vậy ấy, thì rõ ràng là đầu tư vào quỹ là chúng ta phải xác định là đầu tư dài hạn. Chúng ta phải xác định được điều đó, và khi đó thì cái hình thức mà chúng ta đầu tư ấy, thì nếu mà có một khoản tiền ngay cũng được, nhưng mà chúng tôi khuyến nghị rằng là chúng ta dàn đều khoản tiền đấy ra.
Tức là khi mà chúng ta dàn đều khoản tiền qua một thời gian thì mọi người có thể tưởng tượng là khi mà giá chứng chỉ quỹ cao, chúng ta sẽ mua được, chúng ta chỉ mua cái số lượng chứng chỉ quỹ nhỏ thôi, ít thôi. Còn khi mà giá thấp thì chúng ta sẽ mua được cái số lượng chứng chỉ quỹ cao hơn, chúng ta trung bình được giá mua và chúng ta sẽ bắt được một cái lãi suất kép, và chúng ta hưởng được cái lợi, cái sức mạnh của lãi suất kép là nó tích lũy theo thời gian, thì lúc đó thì cái đầu tư qua quỹ nó mới là hiệu quả. Và như vậy là nếu như các bạn chỉ xác định là đầu tư qua quỹ để trong một cái giai đoạn ngắn thôi chẳng hạn, thì nó sẽ không khác gì đầu tư vào cổ phiếu đơn thuần đâu, mà nếu mà muốn khác biệt thì chúng ta phải xác định điều đó. Ok, phần chia sẻ của chị Nga thì nó cũng khá là nhất quán với cái cách tiếp cận theo quản lý tài sản của bộ phận đi qua của Vinrack, đúng không? Cho là chúng ta xuất phát từ một cái kế hoạch tài chính đàng hoàng, tức là đầu tư phải có mục tiêu, từ đó mới biết được là thời gian đầu tư được bao lâu. Từ đó gọi là ta xây dựng cái gọi là an tâm đầu tư đấy, an tâm đầu tư đó là phải có kỷ luật. Kỷ luật chính là như chị chia sẻ, là ta đầu tư định kỳ đều đặn là nó có được cái gọi là đô la averaging, đúng không? Cái đó rất là quan trọng. Rồi, thế còn anh Hiệp, anh có thể chia sẻ bổ sung thêm cái cách tiếp cận của nhà tư khi chọn quỹ mở là như nào. Ngoài ra thì anh cũng là một người quản lý một cái danh mục chuẩn, đúng không ạ, là VN Value, thì anh có thể chia sẻ thêm với nhà đầu tư là ngoài quỹ mở thì cái giải pháp để đầu tư theo danh mục chuẩn đã có thể hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân như thế nào. Như chị Nga vừa nói thì tại VNDirect bây giờ đang làm một cái dự án fundraising, sắp xếp và phân loại chấm điểm các quỹ, chất lượng các quỹ theo các nhiều tiêu chí. Thế thì với nhà đầu tư cá nhân, nhất là với những người vừa mới tiếp cận với cả chứng khoán ấy, nhìn những cái chỉ số như vừa rồi ấy, sẽ rất là rối, nhìn sẽ khó mà để mà đánh giá được cái chỉ số đấy, chắc cũng phải đi học thêm một lớp gì đấy thì mới đánh giá được cái chỉ số đó. Thế thì tôi nghĩ là cái cách tiếp cận là nên là trước tiên ấy, chúng ta phải hiểu mình trước, hiểu mình trước rồi hiểu các đối tượng sau. Thế thì phải có hai cái hiểu đó. Thế tại VNDirect chúng tôi có bộ phận là Wealth Planner, Wealth Advisory, đúng không? Thì chúng tôi có những cái công cụ như kiểu sẽ giúp các quý vị là hiểu mình trước, là KYC. Đầu tiên đến, ví dụ các bạn ở nhà không hiểu mình mà cũng không hiểu quỹ, cũng không biết quyết định như thế nào cả. Thế thì đến với chúng tôi có công cụ để các bạn hiểu mình. Xong rồi một cái fundraising nữa, các bạn hiểu quỹ, thế là chúng ta matching hay phối hai cái vào nhau là chúng ta sẽ có một cái giải pháp là chúng ta nên đầu tư dài hay ngắn, bao tiền, trải dài hay như thế nào đấy. Thì tôi nghĩ là cái cách tiếp cận đấy là nó thẳng vào vấn đề luôn. Đấy. Tôi nghĩ vậy. Thì ngoài ra thì cái đầu tư theo danh mục tích sản thì sao? Mọi người vừa nãy thì thấy là quỹ, cái danh mục đi portfolio này nó lại lai giữa hai cái gọi là mong muốn của khách, tức là của khách hàng, tức là một là mong muốn tự hát, hai là mong muốn nghe hát hay. Thế thì chúng tôi là làm ra những cái bên value này là cái sau thì là cái đi portfolio ấy, là chúng tôi tạo ra một cái danh mục mẫu là để như kiểu quý vị hát karaoke ấy. Tức là các bạn, quý vị có nhạc, có beat rồi, chữ chạy rồi, và quý vị là hát theo thì là sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy, thì chúng tôi làm ra những cái danh mục mẫu như vậy thì để quý vị là không cần mua quỹ, tự đầu tư, vẫn vừa tự đầu tư được, vừa trải nghiệm được cái việc mua bán của mình, mà lại vẫn được có sự hướng dẫn. Đấy thì cũng bộ phận của chúng tôi là sẽ sản sinh ra những cái danh mục mẫu như vậy. Anh có thể giải thích thêm cái sơ đồ này để giúp cho còn VN Value thì VN Value thì là một cái sản phẩm mà đầu tư ủy thác. Nó cái sản phẩm này thì đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà những doanh nghiệp niêm yết mà hàng đầu của Việt Nam. Thì anh có thể cho những đi tới hay đi lui? Đi lui. Đi về trước. Đây. Cái tiếp cận của chúng tôi là như thế này. Chúng ta nhìn thấy những cái bảng như thế này, chúng ta thấy là mặc dù là chúng ta nhìn thấy xã hội bây giờ đang bị phong tỏa, mọi thứ rất khó khăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về dài hạn ấy, thì chúng ta thấy là
cái nền kinh tế Việt Nam ấy là cái nền kinh tế có xuất phát điểm thấp hơn rất là nhiều những cái nền kinh tế khác trên thế giới. Chúng ta có thể so sánh ngay quanh nước láng giềng thôi, như kiểu Thái Lan hay là Malaysia các thứ, thì GDP trên đầu người của chúng ta thấp hơn rất nhiều. Đấy thì nói để thấy là để cần chúng ta đuổi theo họ thôi ấy, là chúng ta đã có dư địa tăng trưởng rất là nhiều rồi. Và một cái hay nữa là chúng ta đi sau họ ấy, thì chúng ta học được rất là nhiều thứ của người đi trước, và chúng ta chỉ việc làm theo thôi là chúng ta đã có sự tăng trưởng. Thế thì cái điều này tôi mới nói là về dài hạn ấy, bỏ qua cái việc Covid này thì khó là khó chung, tất cả khó là khó chung. Còn nếu mà về về trung bình ra thì là với một cái trình độ phát triển của xã hội Việt Nam, trình độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam, chúng ta còn rất là nhiều dư địa để tăng trưởng, chỉ là để đuổi kịp Thái Lan hay đuổi kịp Malaysia thôi, thì cái tốc độ tăng trưởng nó sẽ là tốt, rất là tốt rồi. Thế thì như chúng ta nhìn thấy trước đây là cái có thể đằng sau này cái forecast về GDP bình quân đầu người có thể nó sẽ thoải hơn vì dịch nó diễn ra, nhưng mà chúng ta thấy cái việc tăng trưởng GDP trên đầu người chúng ta dốc đứng lên như vậy, mà cái điểm xuất phát của chúng ta vẫn rất là thấp, chúng ta vị trí của chúng ta vẫn thấp hơn Thái Lan hay là Malaysia. Điều đó chốt lại cho thấy là cái nền kinh tế Việt Nam là một cái nền kinh tế có rất là nhiều dư địa và nó mang lại lợi suất rất là tốt cho nhà đầu tư. Thì thì cái cách tiếp cận của VN Value ấy là đối với một cái chân đế là một nền kinh tế phát triển như thế, thì nó sẽ là những cái công ty tạo ra cái nền kinh tế đấy, thì là có những công ty kinh doanh một cách trung bình và có những cái công ty ở đầu tàu xuất sắc thành quang cho tiếp theo. Thì đây là những cái một nền kinh tế là nó gồm có cơ cấu dân số, chính sách, rồi là vị trí địa lý, tất cả nó tạo ra một cái chân đế là cái nền cho phát triển. Tiếp theo là những cái doanh nghiệp kinh doanh ở mức độ trung bình, và ở trên là những cái doanh nghiệp đầu tàu có tỷ suất có khả năng kinh doanh xuất sắc. Thế thì VN Value là cái sản phẩm mà chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những cái phần chúng tôi ngắt ngọn cái phần tăng trưởng của Việt Nam, chúng tôi tập trung vào đó. Thế thì cái sản phẩm VN Value là sẽ đầu tư vào những doanh nghiệp mà nổi bật Việt Nam, thì đây là cái sản phẩm mang tính chất chủ động. Thì nếu mà như chị Nga nói thì có những nhà đầu tư mà thích kiểu ETF thì có thể là mua quỹ mở. Còn ngoài ra thì chúng tôi có những giải pháp, như nhà đầu tư mà muốn thiên về cái gì chủ động ấy, thì đây là sản phẩm về chủ động. Ok, cảm ơn Nghiệp. Như vậy là chúng ta đã trải qua khoảng một tiếng thảo luận rồi, thì bây giờ tôi xin đi đến cái phần giao lưu hỏi đáp với các quý nhà đầu tư nhé. Ở đây có mấy câu này, thì là một nhà đầu tư mới, tôi nên tự đầu tư hay đầu tư vào các chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán? Ở Việt Nam có nhiều quỹ mở không? Những quỹ mở nào có hiệu quả tốt nhất thị trường? Và một câu nữa là việc đầu tư qua danh mục mẫu chuẩn anh vừa mới đề cập là khá mới lạ, ưu điểm của hình thức này như thế nào? Đấy, thì phần này chắc là xin mời anh Dũng đi nhỉ? Anh Dũng cũng là người là PM quản lý rồi, anh cũng có hiểu về quỹ ETF cũng như các loại quỹ khác, cũng như là cả danh mục chuẩn nữa, thì anh có thể trả lời các cái ý này cho nhà đầu tư không? Bây giờ họ nên tham gia như nào? Tôi xin lỗi rồi, ở đây có 4 câu thì hay là cứ chọn câu nào trả lời cũng được, ý là thế, người ta chọn. Thực ra những câu hỏi này thì đâu đó trong quá trình trình bày chúng ta cũng đã có câu trả lời hết rồi. Thì chắc là anh nhắc lại một vài điểm chính cũng được. Thì tôi dưới góc nhìn mà. Chắc là phải tua lại. Là một nhà đầu tư mới, tôi nên hay là anh có thể bổ sung thêm cái chỗ có 4 này, có 4 anh ấy vừa trình bày rồi, nhưng mà dưới góc nhìn của anh, dù anh đang muốn thêm cái VN Grow thì nó như nào nhỉ, đúng không? Đầu tư qua danh mục mẫu khá mới lạ, ưu điểm của hình thức này như thế nào? Thực ra thì với một cái
với cái việc mà nhà đầu tư có thể có được cái trải nghiệm của trải nghiệm trong quá trình đầu tư mà tham gia vào những cái danh mục mẫu thì rõ ràng là nó sẽ đỡ phải bất công tìm tòi tìm kiếm thông tin để qua những cái bộ lọc trên một cái thị trường là có đến 1.600 mã, 1.600 doanh nghiệp, thì cái việc mà đưa ra một cái danh mục mẫu ấy, thì rõ ràng là đã giúp cho nhà đầu tư phải bớt phải đến 80% thời gian trong việc tìm hiểu thị trường rồi. Thì tôi nghĩ là cái ưu điểm của danh mục mẫu thì là bởi vì là trong cái quá trình mà lọc và tìm kiếm các cơ hội đầu tư ấy thì những cái danh mục mẫu này nó đã đi qua được rất là nhiều cái điều kiện khắt khe về market cap này, về tốc độ tăng trưởng này, về những cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong một quá trình rất là dài chứ không chỉ đơn thuần là 1-2 năm. Thì đấy là cái mà như anh Hiệp nói lúc nãy, như quỹ VN Value chẳng hạn, tập trung vào những doanh nghiệp cốt lõi trong nền kinh tế. Đấy thì là những cái mà lợi thế mà rõ ràng là phải tốn rất là nhiều thời gian thì chúng ta mới đi ra được những cái doanh nghiệp như thế này. Tại vì không có lý do gì mà chúng ta lại phải mất quá nhiều thời gian vào cái việc là tự đi lọc tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư. Vì thực ra mà nói ấy, thị trường mình trải qua 10 năm rồi, phải đến từ năm 2000 nhỉ, tính ra là cũng 20 năm rồi. Và bây giờ cái số lượng mà có thực sự có giao dịch và có thanh khoản thì nó cũng thanh khoản thực sự ấy, tức là có nhà đầu tư bên ngoài tham gia vào thì thực ra nó không có nhiều đâu, chỉ loanh quanh khoảng tầm tôi nghĩ là VN100 là nó đã thể hiện là tương đối nhiều cái giá trị giao dịch của thị trường. Còn lại là rất nhiều các cổ phiếu là nó không đem lại cái lợi ích gì cho nhà đầu tư cả. Ý tôi ở đây là từ lúc lên sàn đến giờ những cái cổ phiếu đó thì hầu hết là đều làm cho nhà đầu tư mất tiền mà thôi, do cái chất lượng của cái sàn của mình nó không được chuẩn mực như là thế giới. Cho nên là cái việc mà cái thời gian đầu mà tham gia vào kiểu gì thì kiểu nhà đầu tư cũng sẽ phải mắc phải sẽ bị mua bán vào những cái cổ phiếu mà không đem lại giá trị thực sự. Thế thì đầu tư vào những cái danh mục mẫu này thực sự là phải tiết kiệm cho nhà đầu tư phải đến 90%, 80-90% cái thời gian tìm hiểu với thị trường. Ok. Còn panelist nào muốn bổ sung thêm những lời cuối cùng không? Của buổi panel ngày hôm nay không? Thì mình xin tóm tắt lại ha. Có lẽ slide này là slide là dùng để tóm tắt khá là đầy đủ của cái chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay là nhà đầu tư lựa chọn tự đầu tư hay là đầu tư thông qua hình thức quỹ mở hoặc là các danh mục chuẩn, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là mặc dù thị trường có những đợt hồi rất là tốt, nhưng mà tôi summarize là ý kiến của các panelist của ngày hôm nay khuyên là nhà đầu tư nên bình tĩnh, đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta làm gì cũng nên có một cái xuất phát từ một cái kế hoạch trước, nên từ đó mà hồi nãy anh Hiệp có nhắc một ý rất quan trọng là bên VREX chúng tôi có những cái công cụ để giúp nhà đầu tư thực sự hiểu mình thông qua việc lập một cái kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư, từ đó biết được mục tiêu, thời gian, không bị rủi ro của mình như nào. Thì từ đó thì mình mới biết được là mình phân bổ tài sản theo cấp độ level 1, bao nhiêu là vào cổ phiếu, bao nhiêu là vào trái phiếu để nó phù hợp với cái việc mình hiểu mình, đúng không? Rồi thêm một số cái công cụ để mà làm phân rating, đánh giá được các quỹ mở như nào. Thì từ đó mình sẽ chọn được các cái sản phẩm, ví dụ như bên VREX chúng tôi có quỹ mở VNDAX, đúng không ạ, danh mục mẫu VN Value và một số cái danh mục mẫu khác, cũng như là các cái sản phẩm về trái phiếu, thì hoàn toàn có thể hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là trong giai đoạn đầu, đặc biệt giai đoạn đầu mà nhà đầu tư tham gia vào thị trường cần có một thời gian để trải nghiệm, để hiểu mình, để có thể học hỏi, nâng cao được kiến thức, thì từ đó mình sẽ có một sự chủ động, đi một con đường rất là dài, chúng ta không cần chỉ phải vội vàng hết. Thì đó chính là cái thông điệp mà ngày hôm nay các panelist muốn mang lại cho các nhà đầu tư. Thì xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại các nhà đầu tư vào chiều thứ hai tuần sau cũng vào lúc 3 giờ. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn các panelist đã dành thời gian ngày hôm nay.